Chào anh em nhé, mình Tùng Long đây. Hôm nay mình mới về cho anh em một cái sản phẩm tinh dầu. Đây là tinh dầu Dio đây. Thì sản phẩm này mình thấy rất là ok, nên là mình quyết định là mình nhập về để bán cho anh em. Thì đây mình cũng đang dùng rồi đấy, đang dùng của em như thế này. Đấy, thì tóc mình cũng vừa gội đầu xong ấy, thì anh em có thể là để vuốt lúc bẩn tóc bẩn cũng được, hoặc là lúc mà mình sấy khô như này mình dùng nó cũng được. Đấy. Thì anh em nhỏ hai giọt ra, tùy các anh em ít thì một giọt thôi, hai giọt ra. Anh em nhìn sẽ thấy nó màu vàng này. Đó, cho đều vào tay nhé. Thì đây là một cái rất là thơm hơn, thơm hơn cái tinh dầu trước nhiều. Đấy, thì khi mà anh em dùng cái này ấy, nó là một cái dưỡng tóc cơ bản nhất mà anh em cần phải có. Nếu như anh em chưa có điều kiện để sắm những sản phẩm tốt hơn ấy, thì anh em dùng cái tinh dầu này là cái đơn giản nhất mà anh em có thể làm. Hai giọt thôi, anh em vuốt đều vào tóc này. Đấy, thì nó rất là phù hợp với những cái tóc mà kiểu tóc khô sơ do làm hóa chất ấy, hoặc là những cái tóc cứng muốn nó mềm một chút, hoặc là khi mà anh em tạo kiểu tóc ấy, anh em cho những sản phẩm sáp keo gì đấy giọt đang làm bằng tay, sau đó anh em cho thêm một hai giọt và anh em xoa đều, anh em vuốt lên tóc, thì nó vừa cái sáp nó vừa giữ được cái nếp tóc của mình, mà cái tinh dầu này khi nó vào ấy, nó tạo cảm giác nó mềm hơn, nó không bị cứng, nó không bị khô tóc, cũng như là nó rất là thơm nữa. Thì anh em cần tư vấn gì về sản phẩm thì inbox Zalo cho mình nhé, mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em.